Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với kênh YouTube của Head Honda Hồng Đức. Thì ngày hôm nay An sẽ báo giá và chương trình khuyến mãi của mẫu xe Vario 125 nha các bạn. Thì cập nhật cho các bạn xem về những phiên bản độ sơn có mặt tại cửa hàng Honda Hồng Đức 10 và cũng như là chia sẻ cho các bạn về một số cái tính năng nổi bật của mẫu xe Vario, cập nhật lại giá và khuyến mãi nha các bạn. Thì trước khi vào nội dung của video thì An xin phép được cập nhật địa chỉ cửa hàng là Head Honda Hồng Đức 10, địa chỉ là ấp Châu Quýt A, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Và số điện thoại cá nhân của An là 0364909432. An có sử dụng Zalo. Các bạn có thể là gọi trực tiếp hoặc là kết bạn Zalo để được tư vấn về giá, về khuyến mãi. Và đặc biệt thì các bạn có chốt xe qua hình thức online là gọi điện cho An đó, thì An sẽ hỗ trợ cho các bạn giá tốt hơn để mình có thể là mua xe nó sẽ ưu đãi hơn nha các bạn. Thì mẫu xe Vario 125 này được nhập khẩu chính thức từ Indo nha các bạn. Thì Honda Việt Nam mình cung cấp với hai phiên bản màu sơn, đó là màu đen nhám và màu xanh nhám nha các bạn, là bản đặc biệt và bản thể thao. Thì để tăng thêm cái sự khác biệt cũng như là nổi bật đa dạng hơn cho khách hàng có nhiều cái sự lựa chọn, thì bên cửa hàng của An sẽ có thêm những cái màu như là trắng đen nè, màu xám xi măng, màu xám ánh tím ánh xanh, cũng như là sẽ có vàng cát vân vân, rất là nhiều màu để cho các bạn đến cửa hàng mình yêu thích những cái màu sơn lạ này, mình có thể lựa chọn và mua ngay luôn, không cần phải tốn thời gian đặt sơn nha các bạn. Và mẫu xe này nó trang bị cái khối động cơ là 125 nha các bạn, sử dụng công nghệ ESP. Nó có một cái thiết kế vô cùng là trẻ trung năng động. Thì mẫu xe này thì An thấy là các bạn lựa chọn chủ yếu trên cái phần là thiết kế của xe, với những cái đường nét góc cạnh thì các bạn trẻ đang rất là thích luôn. Thì xe vẫn trang bị cho các bạn một số cái tính năng nổi bật như là ổ khóa thông minh smart key, có tìm xe, tắt mở xe và chống trộm, có hộp đựng đồ phía trước, có nắp đậy và trang bị cổng sạc điện thoại USB. Thì xe sẽ được thiết kế là đổ xăng ở phía trong này, và bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có là một cái dung tích hộp đựng đồ cũng tương đối rộng để các bạn có thể là chứa được các vật dụng cá nhân. Thì màn hình LCD và cũng như là trang bị cho các bạn hệ thống đèn LED nha các bạn. Và một phuộc sau với các bạn, mẫu xe này nó có một cái điểm nhấn là một phuộc sau bên nha, giúp xe của bạn tăng cái sự nhận diện hơn. Thì An xin phép được cập nhật lại cái khuyến mãi. Đầu tiên thì các bạn mua mẫu xe Vario 125 này, các bạn sẽ được hỗ trợ phí đăng ký là 1 triệu đồng. Trừ đẳng trực tiếp trên giá trị xe nha, mình sẽ được hỗ trợ phí đăng ký là 1 triệu đồng. Thứ hai nữa thì các bạn sẽ được nhận cái phiếu mua hàng trị giá 500.000. Thì phiếu mua hàng này các bạn có thể là gắn phụ kiện như là thảm để chân nè, ốp bảo vệ xe, gắn công tắc đèn, chống hết bình hay là mua bảo hiểm xe đều được nha các bạn. Và các bạn nhận thêm một cái gói quà tặng trị giá 500.000 đồng nữa, nó bao gồm là nón bảo hiểm có kính, áo mưa thời trang, móc khóa xe. Thì bên cửa hàng các An sẽ bảo hành chính hãng của Honda cho các bạn là 3 năm hoặc 30.000 km tùy điều kiện nào đến trước trên toàn quốc, 6 lần kiểm tra xe định kỳ. Và khi mà các bạn kiểm tra tại cửa hàng Honda Hồng Đức 10, những lần kiểm tra định kỳ sẽ được giảm 50% phí thay nhớt, giảm cho các bạn 50% phí thay nhớt nha. Cái việc mua xe thì với hình thức trả góp thì bên cửa hàng của An đang hỗ trợ tối ưu nhất cho các bạn. Thì mua mẫu xe Vario 125 này các bạn có thể là không trả trước vẫn được, trả trước 10%, 20% thì tỷ lệ duyệt cao hơn. Và khi các bạn trả trước 20% thì các bạn sẽ được hỗ trợ là cái gói là 0.79 nhận cà vẹt gốc luôn, rất là ưu đãi. 0.79 nhận cà vẹt gốc rất là ưu đãi nha các bạn. Và thời hạn góp sẽ linh hoạt cho các bạn 9 tháng nè, 12, 15, 18 và 24 tháng nha, rất là tiện lợi. Thì cái chương trình trả góp này thì các bạn chỉ cần đem theo cái thẻ căn cước công dân của mình và cái điện thoại là có thể lên hồ sơ được rồi. Thì bên cửa hàng của An đang có liên kết rất là nhiều công ty tài chính, thì tùy theo cái điều kiện của các bạn có thể là lên hồ sơ, không cần thẩm định, là không có gọi nữa các bạn, hoặc là số điện thoại người thân chỉ cần lấy một số thôi, rất là thuận tiện cho các bạn. Thì tùy theo số tiền trả trước và tùy theo cái tín dụng của các bạn mà cửa hàng của An sẽ hỗ trợ cho mình những cái công ty tài chính dễ dàng nhất để mình mua xe thuận tiện nha các bạn. Và việc đăng ký xe hiện tại thì nó sẽ có thể là đối với mẫu xe Vario 125 này mình sẽ hỗ trợ đăng ký bình thường nha các bạn. Thì bên cửa hàng em sẽ hỗ trợ cho các bạn về những cái thủ tục đơn giản nhất có thể để mình có thể mua xe và mình đăng ký biển số nhanh chóng dễ dàng hơn. Tiếp theo nữa thì em sẽ chia sẻ cho các bạn về chương trình là thu cũ đổi mới. Nếu như các bạn có xe cũ mà các bạn có nhu cầu đổi xe thì bên cửa hàng em vẫn có hỗ trợ thu lại. Chính chủ hay không chính chủ thì đều có thu nha các bạn. Và tùy theo cái tình trạng chất lượng xe của bạn, mẫu xe của bạn sẽ có những cái giá thị trường xe cũ khác nhau để hỗ trợ cho các bạn một cái giá ưu đãi nhất có thể mình đổi qua xe mới. Thì thu cũ đổi mới nó sẽ có hai hình thức. Nếu như các bạn đổi xe cũ qua mua xe mới bằng hình thức tiền mặt hoặc là trả góp với gói lãi suất ưu đãi thì các bạn sẽ được hỗ trợ giảm giá là 1 triệu đồng trừ thẳng trực tiếp trên giá trị xe mới. Còn nếu như các bạn muốn hỗ trợ góp 0% lãi suất của chương trình thu cũ đổi mới thì các bạn vay lại giúp An là 30 triệu tối đa. Thời hạn góp trong vòng 1 năm sẽ được hỗ trợ góp không lãi suất nha các bạn. Vay là 30 triệu và thời hạn góp trong vòng 1 năm sẽ không lãi, và điều kiện là mình bắt buộc phải có đổi xe cũ nha.
Đó là những cái chương trình, những cái ưu đãi mà bên cửa hàng của An dành tặng cho các bạn. Thì hiện tại An cũng nói thêm cho một các bạn rõ hơn về cái phiên bản màu xám xi măng này. Thì hiện tại cái bản màu của Honda Việt Nam á, cung cấp thì nó sẽ không có cái màu này. Thì bên cửa hàng An đang độ lên cái màu sơn này sẽ bảo hành cho các bạn là 3 năm kể từ ngày các bạn mua. Và đảm bảo với các bạn là cái trên cà vẹt xe của mình nó sẽ đúng với cái màu độ này, để mình lưu thông nó đúng với lực các bạn. Thì khi mà các bạn sở hữu thêm màu độ này, các bạn chỉ cần bỏ thêm cái phí sơn độ, nó dao động tầm khoảng vài triệu thôi. Để mình thêm những cái màu cá tính khác biệt như thế này rất là đẹp đúng không ạ? Màu sơn lại được bảo hành nữa. Thì ngoài cái màu này ra thì An thấy là cái bản trắng đen á, cũng là một trong những cái sự lựa chọn mà được rất là nhiều các bạn trẻ điện cho An cũng như là hỏi cái màu trắng đen. Thì bên cửa hàng An hiện tại đang có độ sẵn luôn. Mình yêu thích thì mình hãy liên hệ với An để An tư vấn cho các bạn đầy đủ nhất về những cái khuyến mãi nè. Bên cạnh đó về những chương trình như là trả góp hay là mình mua tiền mặt gì đó thì sẽ được hỗ trợ thêm để mình lựa chọn xe cũng như là mình chốt xe nó nhanh hơn nha các bạn. Thì với cái thiết kế xe thể thao năng động như thế này thì mẫu xe Vario 125 nó đang là một trong những cái sự lựa chọn của rất là nhiều các bạn trẻ để mình mua xe, có thể là lựa chọn trả góp. Thì nếu như các bạn mua góp á, thì bên cửa hàng của An sẽ có cái độ tuổi lên hồ sơ các bạn là từ đủ 18 tuổi cho đến là 70 tuổi nha các bạn. Từ đủ 18 tuổi cho đến 70 tuổi là đã mua trả góp được rồi. Nên là các bạn nếu như các bạn muốn tự mình đứng tên chiếc xe, giống như là các bạn 18 tuổi mà các bạn muốn tự đứng tên luôn chiếc xe thì các bạn vẫn có thể là mua trả góp được bình thường, thì bên An vẫn hỗ trợ cho các bạn được nha. Nên là các bạn đang ở 18, 19 tuổi mà các bạn đang có dự định mua trả góp á, hoặc là cha mẹ đang muốn cho con mình với độ tuổi này mua một chiếc xe và đứng tên xe luôn á, thì các bạn hãy liên hệ với An sẽ hỗ trợ cho các bạn. Những cái hàng lên hồ sơ cho các bạn là đứng tên luôn, rất là tiện lợi để mình có thể là sau này khi mình đủ tuổi rồi, mình đủ tuổi hay mình đang sở hữu chiếc xe này với cái tên trên cà vẹt xe là của mình luôn nha các bạn. Thì An xin phép được nhắc lại một lần nữa, giá xe hiện tại nó chỉ dao động từ khoảng 45.500.000. Giá tùy theo phiên bản, các bạn sẽ được hỗ trợ phí đăng ký là 1 triệu đồng, hỗ trợ phí mua hàng là 500.000 đồng. Bên cạnh đó là gói quà tặng trị giá 500.000 đồng. Chương trình trả góp thì rất là đa dạng, không trả trước 10%, 20%. Tùy theo gói sẽ nhận được cà vẹt gốc nè, hoặc là thời hạn góp linh hoạt cho các bạn từ 6 tháng cho đến là 24 tháng. Chương trình thu cũ đổi mới thì các bạn sẽ được hỗ trợ giảm thêm 1 triệu đồng, hoặc là chương trình trả góp với gói lãi suất 0%. Xe thì màu sắc thì nó sẽ có đa dạng cho các bạn. Ngoài những cái bản màu này ra, nếu mà các bạn yêu thích thêm những cái bản màu khác hoặc là những bản màu lạ hơn thì các bạn có thể là gửi hình qua cho An để An xem là bên kho xe của An có sẵn hay không, hoặc là cần các bạn phải đặt độ sơn để mình có thêm những cái bản màu nó đẹp hơn, nó lạ hơn nha các bạn. Thì video của An chuẩn bị kết thúc. Các bạn đang quan tâm về tất cả các mẫu xe Honda Việt Nam nói chung và đặc biệt là mẫu xe Vario 125 này nói riêng thì các bạn hãy để lại bình luận giúp An, cũng như là khi mình xem được video này mình hãy chia sẻ, đăng ký kênh cũng như là một lượt like để cho An có thể là có thêm nhiều cái động lực quay cho các bạn xem nhiều video hơn nữa nha các bạn. Thì video xin phép được kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn ạ.